Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video sửa chữa TV các bạn nhé. Thì mình vừa nhận cái sản phẩm TV khách hàng về, thì hôm nay tiếp tục trực tiếp kiểm tra sửa chữa TV để các bạn xem. Vâng, thì hôm nay mình sẽ làm việc với một con TV thì cũng là rất là bé thôi, một con của Asanro. Vâng, đây ạ. Thì thực sự mà nói thì mình cũng chưa biết là con TV này hỏng cái gì. Bởi vì khách hàng vừa mang đến thì vẫn là úp được trên mặt bàn mình đây, cái bàn làm việc đây. Hôm nay lâu rồi thì mình cũng không làm cái chương trình sửa chữa video để mọi người xem. Thì hôm nay tiếp tục chuyển sẽ tạo ra một cái video sửa chữa TV để cho mọi người xem nó kênh của mình. Rồi, trước khi sửa thì mình sẽ cắm điện vào xem cái con TV này hiện tượng nó bị làm sao. Cắm điện vào nha các bạn nha. Đây, thì TV có đèn đỏ này. Có đèn đỏ, mình sẽ bấm nút mở nguồn và có đèn là thì lúc này TV xuất hiện đèn màu xanh. Có đèn màu xanh, xem nào. Tắt xem nào. Có đèn màu xanh. Rồi tắt bật bình thường. Này bật bình thường nhưng không thấy hình đâu. Mấy cái bệnh này thì chắc chắn là nó như các bạn được biết thì nó quá phổ biến rồi đúng không ạ? Quá phổ biến rồi. Thì phải kiểm tra nguồn và nét màn hình. Xem cái bộ nét màn hình nó có hỏng hay không. Thì thông thường cái con này cũng rất hay hỏng nét màn hình các bạn nhé. Bởi vì khi mà mình nói chuyện với khách hàng ấy, để mình chẩn đoán bệnh ấy, thì khách hàng bảo là cái TV 32 inch này của khách hàng dùng để mở camera. Thì thông thường mà TV mà mở camera thì chạy cả ngày cả đêm, nó chạy cả ngày thì nó sẽ làm cái bộ nét màn hình nó rất là nhanh già nét, và cái tuổi thọ của nét nó giảm đi rất là nhiều. Vì vậy mà mình cũng chưa mở ra đâu, nhưng mà mình cũng áng áng được nó sẽ hỏng ở khu vực nào. Bởi vì cái dòng sản phẩm này cao bây giờ ấy, TV này cao bây giờ mà bật tắt bình thường có tiếng không hình, hoặc là lắp camera thì không nghe thấy tiếng đâu, nhưng mà bật tắt bình thường như thế này thì cái bo chính, cái bộ phận điều khiển thì nó đã hoạt động tốt, và cái còn lại thì các bạn sẽ phải logic ra của các bạn, và các bạn sẽ chuẩn đoán bệnh. Khi mà các bạn đã ngáng được cái khu vực nó hỏng rồi thì các bạn đi kiểm tra và các bạn sửa nó rất là đơn giản. Rất là đơn giản. Rất là nhiều ốc các bạn ạ. Rất nhiều ốc. Không còn ốc nữa đâu. À rồi, hết rồi. Ok. Thì cái dòng TV của Asanro thì nó là dòng TV rẻ tiền. Chính vì vậy mà về cái cấu tạo bo mạch thì rất là đơn giản ạ. Các bạn xem. Các cụ thường nói là tiền nào của đấy thì cũng không sai. Và con này thì ngày trước đã bị cháy nổ một lần rồi đây, thì đã cấy công suất ở ngoài rồi, cháy nổ rồi này. Rồi đấy, cái rắc mở nguồn, cái chip mở nguồn thì nằm ở đây. Để mà sửa được nó thì mình sẽ phải tháo cái này ra đã này, để mình lấy ấn lạnh nó mới chạy. Cái dòng TV rẻ tiền bây giờ thì thường thường là nó được thiết kế 2 trong 1. Và đây ạ, hai đôi loa thì làm sẵn hai góc hai bên này. Còn khi mà mở TV ra thì mình biết rằng người dùng thì bảo là TV đời cao bây giờ chả có cái gì, rất là đơn giản đúng không ạ? Các bạn nhìn này, chỉ có mỗi cái bo này. Đấy. Thì mình sẽ cắm cái chip bấm này vào để mình mở nguồn. Mở nguồn này mình kiểm tra, lấy đồng hồ ra các bạn đo. Đây. Mình sẽ để cái máy quay gần một chút để các bạn nhìn cho nó rõ nhỉ. Rắc cái này các bạn cũng nhìn được rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ lấy rắc mở nguồn nhá.
mình sẽ cắm rắc nguồn vào này. Con này thì khách hàng đã sửa một lần rồi, bởi vì nhìn cái chế này như thế này là mình đã biết là đã sửa rồi này. Ok, thì mình sẽ cắm điện. Rồi. Cắm điện. Như lúc đầu mình cắm thì các bạn xem đã có đèn đỏ này, có đèn đỏ nhá. Thì mình sẽ phải dùng cái đồng hồ của mình đo. Đo một số cái mốc điện áp. Rồi. Hôm nay thì mình để thang đồng hồ 1000V đi cũng được. Sau đó là mình sẽ có cái chip bấm này. Các bạn sẽ bấm lạnh mở nguồn. Rồi, có đèn xanh nhá thì chứng tỏ là mình đã mở nguồn được rồi. Bây giờ thì mình sẽ đo thử cái nguồn cấp cho nét màn hình 68V này. Nguồn nét này có rồi này. Cái thông thường ý thì nó sẽ ra và nó sẽ ngắt. Đây, 35V này. Tắt này. Rồi tắt nha, để xả nguồn này. Sau đó là mình sẽ bật này. Sẽ bật. Xem cái điện áp nó có tăng giảm không. Đấy, nó tăng này. Nó tăng lên 70+V. Sau đó là sẽ ngắt vào IC này, rất nóng. Rồi. Chính vì vậy mà cái nguồn cấp cho nét đã có rồi. Và cái con này thì chắc chắn là hỏng nét màn hình rồi các bạn nhá. Đấy. Từ cái logic và cái kinh nghiệm trong nghề. Cái kinh nghiệm trong nghề nghiệp ấy thì các bạn sẽ biết được, mình đã biết được ngay là cái con TV này đang hỏng bộ phận nào ngay. Đấy, các bạn thấy nó tương đối là nhanh đúng không ạ? Bởi vì mình sửa trực tiếp nhá. Chính vì vậy là các bạn sẽ xem từ đầu đến cuối cái video này. Mình sẽ mở ra này các bạn này, nguyên bản này, keo vẫn dính đầy mặt này nhá. Các bạn sẽ thấy bên xem mình đây. Lần đầu tiên mở con TV này ra này, xem chính xác có hỏng nét màn hình hay không. Các bạn biết được, các bạn cũng kiểm tra như mình nhá. Đấy, bạn kiểm tra như mình. Nếu các bạn xem thấy video của mình hay thì ích, thì các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới thì ích hơn nhá. Đây, cái ốc này. Bạn sẽ bật thang về thang đồng hồ đo về nước bức đo phát xạ đo trở kháng thì cái nét này thì nó thường nó nối tiếp với nhau thì các bạn phải tìm ống này sống này để mình xem nào. Đồng hồ nhảy loạn đây. Rồi, bóng này sống này.
ống này hỏng này. Mình đo tiếp theo. Nói chung bộ led này thì cũng có hiện tượng già rất là cao. Rồi, bộ led này đang sự cố này. Khi mà các bạn nhìn cái đồng hồ mình đo đấy thì cái trở kháng của từng thanh led một nó không được đều. Và đây à, con này hỏng nhá. Con led hỏng này. Đấy. Hỏng. Mình đo con này nó khác ngay hoàn toàn này. Đấy. Trở kháng khác ngay. Bóng led này chết này, chết hẳn này, đứt hẳn này. Đấy. Đứt hẳn này. Khi mà mình mới đo có mấy bóng thôi. Nhưng mà mình phát hiện rằng cái bộ led này thì nó quá già rồi. Đây, con này thì cháy hẳn là nổ tung ra này. Mình để cái máy quay gần cho các bạn xem. Đấy, con này thì cháy hẳn mà nổ tung. Cái nhân led này nó tung ra rồi. Thì với cái trường hợp này thì cách khắc phục ra làm sao? Với trường hợp này thì bắt buộc là phải thay cả dàn led, cả cái máng led này các bạn nhé. Có nghĩa là ở trong cái con 32 này nó có 3 thanh. 3 thanh led này thì các bạn bắt buộc phải thay hết cả 3 thanh này. Bởi vì sao? Bởi vì cái bộ led này khi mà mình kiểm tra trở kháng ấy thì không một cái bóng nào trở kháng nó giống nhau. Bởi vì nó là bóng, những cái thanh led bóng nối tiếp với nhau. Thì nguyên tắc mà bóng led nối tiếp với nhau ấy thì bắt buộc là đo bóng nào nó cũng phải có trở kháng như bóng nào. Nhưng mà cái led này nó già, nó quá già rồi. Chính vì vậy mà nó trở kháng của mỗi một bóng nó phát xạ nó khác nhau. Chính vì vậy mà bắt buộc phải thay mới. Vâng, và các bạn xem ạ. Sau khi mà mình vất vả thay những cái bóng led này, mình đã tận dụng những bóng led khác bởi vì nó không đúng. Chính vì vậy mình phải cắt ra bằng phải đấu hết. Bởi vì con tivi này ấy, thì như các bạn xem, mình kiểm tra qua thì nó hỏng tất cả cái bộ điện dàn led này. Đấy. Bây giờ mình sẽ bật nguồn này. Mình thử cho các bạn xem. Mình thử cho các bạn xem. Sau khi mà mình thay thì cái bộ led này nó hoạt động trở lại bình thường. Và có đèn xanh thì các bạn sẽ chờ một chút thì led nó sẽ mở. Led sẽ mở nguồn. Đấy. Thì các bạn xem. Sau khi mà mình thay tất cả các bóng thì cái đèn led của khách hàng đấy đã rất là sáng rồi ạ. Đấy. Thì nhiệm vụ còn lại của mình bây giờ khi mà thay led và mình đã chuẩn đoán bệnh đúng chính xác thì bây giờ mình chỉ việc đóng nóc cái sản phẩm này vào và mình cho tivi chạy. Đấy các bạn xem. Con này cháy rất nhiều nhá. Nó cháy gần như là hết. Đấy các bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ đóng nóc vào. Bởi vì trong quá trình mở ra và đóng nắp vào thì cái này nó hơi lâu. Chính vì vậy mình sẽ cắt cái đoạn đóng nắp và các bạn xem cái phần mà khi mà mình đã hoàn thành sửa chữa sữa trong một cái sản phẩm này thì tivi sẽ chạy như nào. Mời các bạn nó xem. Vâng. Và sau khi mà chuyển đã đóng nắp tivi vào thì bây giờ mình sẽ thử để các bạn xem cái thành quả của mình sau khi mà mình xử lý xong. Mình sẽ bật nguồn tivi này các bạn này. Và lúc này tivi có đèn xanh. Và các bạn sẽ chờ một chút thì sẽ có cái logo biểu tượng Asando đấy xuất hiện đấy ạ. Đấy. Thì lúc này nét màn hình đã rất là sáng rồi. Rất là sáng và tivi đã hoạt động trở lại bình thường. Đây các bạn xem. Mình thì bấm chế độ menu này. Đấy, AV này. Đấy, thì tất cả các hiển thị trên màn hình tivi đã hiển thị rất là rõ nét. Đấy. Cái hiện tượng này thì rất là phổ biến ở trên nhiều cái sản phẩm tivi. Vì vậy mà khi mà mình mở cái sản phẩm nào ra bị hỏng hóc như thế nào thì mình xử lý như vậy và mình sẽ chỉ cho các bạn nó hỏng hóc như vậy. Và các bạn xem thì các bạn có thể tự mình khắc phục cũng như sửa chữa được một sản phẩm tivi rất đơn giản đúng không ạ? Vậy hôm nay tôi xin tạm dừng cái video tôi tại đây. Các bạn là xem video thấy tôi hay tiện ích thì hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới hàng ngày. Và đừng quên chia sẻ những video cũng như like để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video mới nhất.